Trong nhiệm kỳ năm 2020 đến năm 2023, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc VPF đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong quản lý và tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Đối mặt với những thách thức từ đại dịch COVID-19, VPF cùng các câu lạc bộ và đối tác đã tìm ra giải pháp để vượt qua khó khăn, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp quản lý và điều hành mới. Điều này giúp các giải đấu trở lại quỹ đạo bình thường sau đại dịch. VPF luôn lắng nghe và giải quyết những vấn đề từ các câu lạc bộ và ban tổ chức địa phương, đảm bảo công bằng và bình đẳng cho các đội bóng. Ông Trần Anh Tú, tái đắc cử chức chủ tịch VPF, đã dẫn dắt công ty vượt qua mùa giải 2021 khó khăn. Mùa giải 2022 và 2023 diễn ra thành công, đặc biệt với kế hoạch chuyển đổi khung thời gian tổ chức mùa giải phù hợp với Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC. Sự hợp tác giữa VPF và FPT Play từ mùa giải 2023 đã tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ trong truyền thông và khai thác thương quyền, góp phần nâng cao chất lượng của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.